Một sĩ quan quân đội cao cấp gốc Việt vừa được thăng quân hàm thiếu tướng và đang chờ nhận nhiệm vụ mới trong lục quân Hoa Kỳ. Chuẩn tướng lập thể Flora, có tên tiếng Việt là Châu Lập Thể, được thăng cấp thiếu tướng tại một buổi lễ được tổ chức ở căn cứ Richmond của Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ ở bang Virginia hôm 2 tháng 5. Lục quân Hoa Kỳ viết trên Facebook hôm 11 tháng 5 trong lời chúc mừng gửi đến vị tân thiếu tướng gốc Việt. Sự lãnh đạo, cống hiến và phục vụ xuất sắc của ông không chỉ truyền cảm hứng cho các chiến sĩ, mà còn rất quan trọng đối với thành công của lục quân. Đáp lại những lời chúc mừng của cộng đồng người Việt, các thân hữu và các đồng nghiệp, Tần Thiếu Tướng lập thể viết trên Facebook hôm 12 tháng 5, Gia đình tôi và tôi vô cùng biết ơn vì có được vinh dự này và có được cơ hội tiếp tục phục vụ đất nước của chúng ta thiếu tướng châu lập thể là quân nhân gốc việt thứ hai mang cấp thiếu tướng trong lục quân hoa kỳ sau thiếu tướng lương xuân việt ông từng là phó tư lệnh lục quân hoa kỳ vùng châu phi kiêm phụ tá tư lệnh vệ binh quốc gia virginia ông cũng hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại bosnia kosovo và afghanistan sinh ra tại Sài Gòn năm 1962 và rời Việt Nam năm 1979. Ông Châu lập thể vượt biên sang Indonesia và được cặp vợ chồng người Mỹ là John và Audrey Flora nhận làm con nuôi vào năm 1980. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, ông cho biết ông luôn mong gia nhập quân ngũ để trả ơn nước Mỹ, đã cho ông cơ hội thứ hai trong cuộc đời.